Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 19 giờ 50 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai viếng và dâng hương tại các địa chỉ đỏ miền Trung. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên khi tham gia mạng xã hội. Nguồn vốn tín dụng chính sách theo nghị quyết số 06 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã và đang được đánh thức khát vọng đối với nhiều hộ nghèo. Tin trong nước và quốc tế, khánh thành tuyến đường nối hai cao tốc huyết mạch của miền Bắc. Ít nhất 16 người thiệt mạng trong vụ tấn công trường học ở Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, hôm nay mùng 7 tháng 7, đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai do đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng và dâng hương tại các địa chỉ đỏ miền Trung. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện một số sở ngành, lực lượng vũ trang, đơn vị địa phương. Tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường cùng đoàn công tác của tỉnh đã thành kính dâng hương, hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ sự tri ân sâu sắc với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc của dân tộc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác nguyện hứa tiếp tục đoàn kết một lòng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển phồn vinh hạnh phúc. Tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, trong không khí trang nghiêm, thành kính và với lòng biết ơn vô hạn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường cùng đoàn công tác của tỉnh dành một phút mặc niệm, thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, như người con trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam thân yêu đã hiến trọn tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tiếp nối truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lào Cai hứa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thi đua lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ vững chắc vùng đất biên cương của Tổ quốc. Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn hiện có 1.263 phần mộ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó có 40 liệt sĩ của quê hương Lào Cai. Đoàn công tác của tỉnh cũng đã đến đặt vòng hoa dâng hương phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Đảo Yến, tỉnh Quảng Bình và quần thể khu di tích thành cổ Quảng Trị. Khâu điều chỉnh giảm các mục tiêu chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2024, trong đó có một trong những chỉ tiêu quan trọng là thu ngân sách. Đây là khẳng định của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường tại kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 vừa diễn ra. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, mặc dù số thu ngân sách nhà nước được Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt tích cực ngay từ những tháng đầu năm và hiện đã đạt trên 4.700 tỷ đồng, bằng gần 52% dự toán trung ương giao, tăng 36% so với cùng kỳ. Nhưng con số này mới đạt gần 40% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Như vậy, mục tiêu còn lại trong 6 tháng cuối năm phải đạt trên 8.100 tỷ đồng, rất nặng nề. Tuy nhiên, chủ trương của tỉnh là không điều chỉnh giảm. Do vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, các cơ quan thuế, hải quan, các địa phương ngay từ bây giờ phải tập trung chỉ đạo, quyết liệt triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thoát, thất thu, nợ động thuế, phấn đấu ở mức cao nhất hoàn thành số thu ngân sách 12.800 tỷ đồng trong năm kế hoạch 2024. Trong 6 tháng đầu năm, Lào Cai đã thu hút được thêm 9 dự án trong nước với tổng vốn gần 3.000 tỷ đồng. Các dự án chủ yếu tập trung ở lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng. Hiện tỉnh đang đẩy nhanh hoàn thiện công tác quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch sử dụng đất và xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để thu hút các nhà đầu tư, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, chủ động tìm kiếm các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước để kêu gọi đầu tư vào những lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp, logistics, du lịch, nông nghiệp, công nghệ cao, nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của địa phương, thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thức đúng và hành động chúng để xây dựng môi trường mạng lành mạnh an toàn là trách nhiệm của mỗi công dân, mà trước hết là vai trò tiên phong của tuổi trẻ. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên về ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội. Được tham gia diễn đàn xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới và phát động triển khai cuộc vận động ứng xử văn minh trên không gian mạng năm 2024 do tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức, bạn Đỗ Huyền Nga cảm thấy rất bổ ích khi được truyền đạt nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích để ứng xử một cách văn minh trên không gian mạng. Thông qua diễn đàn này, cháu học được rất là nhiều các kiến thức về văn hóa ứng xử trên mạng xã hội. Từ đó thì cháu biết cách sử dụng các cái mạng xã hội mình thường dùng và biết những cái điều mình cần phòng tránh để bảo vệ cho bản thân và những người xung quanh. Bên cạnh những người trẻ có ý thức trách nhiệm, biết cách phát huy các tính năng hữu ích của mạng xã hội, thì vẫn còn một bộ phận đoàn viên thanh niên sử dụng mạng xã hội thiếu kỹ năng, chưa có sự chắt lọc, kiểm chứng thông tin, thiếu trách nhiệm với những phát ngôn, bình luận thiếu văn hóa, không làm chủ được bản thân khi tham gia mạng xã hội. Hiện nay mạng xã hội rất là rộng lớn, có những thông tin bổ ích và thông tin xấu, nhưng mà chúng ta phải chọn lọc được những cái thông tin tốt để mang lại những cái lợi ích cho bản thân chúng ta và mọi người. Hưởng ứng cuộc vận động ứng xử văn minh trên không gian mạng, thời gian qua các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm xây dựng và thực hiện ứng xử văn minh trên môi trường mạng tới đông đảo đoàn viên thanh niên. Công tác giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa cho thanh thiếu nhi đã được tỉnh đoàn quan tâm triển khai thực hiện, đem lại hiệu quả thiết thực. Khi tỉnh đoàn triển khai cuộc vận động ứng xử văn minh trên không gian mạng, thì đã tạo được một hiệu ứng và lan tỏa rất là tốt cho đến toàn bộ đoàn viên thanh niên cũng như là quần chúng nhân dân. Và chính những đồng chí đoàn viên cũng là những là người tuyên truyền viên tích cực. Mạng xã hội có xây dựng được văn hóa ứng xử lành mạnh hay không chính là phụ thuộc vào hành vi của mỗi người sử dụng. Do đó các bạn trẻ phải có trách nhiệm hơn trong mỗi lời nhận xét, phê bình hay gắn biểu tượng cảm xúc của mình khi tham gia mạng xã hội. Nên lan tỏa những thông tin, hình ảnh tốt đẹp về các hoạt động xã hội, hoạt động vì cộng đồng, phê phán những cái xấu, biểu hiện lệch lạc, hướng tới thông điệp nhân văn, cùng chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn văn minh. Chủ động nắm tình hình nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Đây là những đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận trên địa bàn tỉnh. Kết quả 6 tháng đầu năm, người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh đã tiến hành gần 250 cuộc đối thoại với nhân dân, trong đó cấp tỉnh 1 cuộc, cấp huyện, thị xã, thành phố 31 cuộc, cấp xã, phường, thị trấn trên 200 cuộc, thu hút gần 19.000 lượt người tham gia, tiếp nhận gần 2.400 ý kiến. Các ý kiến kiến nghị, đề xuất đều được cấp ủy chỉ đạo xem xét giải quyết, trả lời theo quy định. Bên cạnh đó, các cấp ủy cũng đẩy mạnh tuyên truyền vận động, thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao nhận thức, sự vào cuộc của người dân. Huyện Bảo Thắng đặt mục tiêu đến hết năm 2025 về đích nông thôn mới nâng cao. Đến nay, địa phương đã đạt 7 trên 9 bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. 7 tiêu chí đã đạt gồm quy hoạch, thủy lợi và phòng chống thiên tai, môi trường, kinh tế, chất lượng môi trường sống, an ninh trật tự và hành chính công. Huyện có 3 xã Xuân Quang, Sơn Hà và Sơn Hải đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. 3 xã Phú Nhuận, Phong Niên và Xuân Giao dự kiến đạt chuẩn vào cuối năm nay. Như vậy, đến thời điểm này, Bảo Thắng còn 2 tiêu chí chưa đạt chuẩn là giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục. Hiện Bảo Thắng đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án phát triển giao thông nông thôn, khẩn trương hoàn thành xây dựng các trường trọng điểm về chất lượng giáo dục và triển khai có hiệu quả chương trình y tế quốc gia, y tế cấp ngành, phấn đấu cuối năm 2025 sẽ cán đích nông thôn mới nâng cao. Sau tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đào tạo nghề cho trên 4.800 lao động, đạt 40% kế hoạch năm. Cùng với đó đã có trên 9.200 lao động được giải quyết việc làm mới. Tỉnh đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin dữ liệu về thị trường lao động và việc làm, chú trọng dự báo cung cầu lao động, phát huy hiệu quả các phiên giao dịch việc làm, đặc biệt là tại những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả cho vay quỹ quốc gia việc làm, quan tâm giải quyết việc làm cho thanh niên, lao động nông thôn, lao động nữ. Tỉnh cũng nghiên cứu các giải pháp chuyển dịch lao động có việc làm phi chính thức sang việc làm chính thức, hỗ trợ lao động di cư từ nông thôn ra thành thị, đến các khu công nghiệp, làm việc ngoài tỉnh, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu lao động, phấn đấu giải quyết việc làm mới cho gần 14.500 lao động trong năm 2024. Thưa quý vị và các bạn,
Với phương châm tấn công vào lõi nghèo, cùng với tập trung lãnh đạo, Lào Cai đã ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế cho người dân ở những xã nghèo. Trong đó, nghị quyết số 06 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay phát triển kinh tế xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên theo chuẩn nghèo cũ là một minh chứng cụ thể. Với số tiền 100 triệu đồng vay ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, chị Mẩy cũng như nhiều hộ dân khác ở Tòng Sành đã đầu tư chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa. Sau 5 năm kiên định với hướng đi này, gia đình đã thoát nghèo bền vững với nguồn thu mỗi năm từ 50 đến 60 triệu đồng. 100 triệu này về nó chăn nuôi trâu và mang lại hiệu quả cho gia đình, từ hộ nghèo ra đến khá. Bây giờ thì gia đình cũng tạm ổn về những phần chăn nuôi trâu này. Các hộ đã đầu tư, mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi. Là hàng năm là chúng ta cũng qua đánh giá thì hiệu quả rất là cao, mỗi năm giảm từ 6 đến 7% hộ nghèo. Triển khai nghị quyết 06, 5 năm qua tỉnh và huyện dành nguồn lực gần 50 tỷ đồng hỗ trợ cho 7 xã của huyện Bát Sát có tỷ lệ hộ nghèo trên 40% theo chuẩn nghèo cũ. Nguồn vốn này được ủy thác qua hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn, hàng trăm hộ nghèo được tiếp cận vốn vay lãi suất thấp, nhiều mô hình sinh kế bền vững đã hình thành. Thực hiện cho vay những đối tượng, thứ nhất là có cái tư duy về cái phát triển kinh tế hộ gia đình, thì từ đó sẽ làm cái động lực, căn cứ để xây dựng cái mô hình điển hình, qua đó phát triển rộng tại cái địa bàn cơ sở. Thì hộ vay đã có cái cơ sở phát triển cái kinh tế hộ gia đình và một phần giúp cái ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững. Theo nghị quyết 06 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ở các xã nghèo, mỗi năm tỉnh dành nguồn lực 1 tỷ đồng ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hộ nghèo vay. Đánh giá cho thấy nguồn vốn vay sử dụng đúng mục đích, tập trung vào đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ cây con giống trên tinh thần có vay có trả. Cái sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và các cấp ủy chính quyền địa phương vào cuộc rất là tốt và chỉ đạo rất sát sao và coi đây là một những cái chỉ đạo sâu sát nhất trong cái lĩnh vực là phát triển kinh tế xã hội đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, nhất là cái vùng nghèo, xã nghèo. Những cái năm qua thì cái chất lượng tín dụng rất là nâng cao, thể hiện là cái nợ có hạn rất là thấp, tất cả những cái khách hàng vay vốn là đều là sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả. Bình quân mỗi năm, tỷ lệ giảm nghèo ở các xã nghèo của tỉnh đạt trên 10%. Nguồn vốn chính sách theo nghị quyết 06 đã và đang đánh thức khát vọng đổi đời của nhiều hộ nghèo. Những bản làng nghèo nhất đang dần trù phú, ấm no. Thưa quý vị và các bạn, là một trong 10 xã nghèo đăng ký về đích nông thôn mới năm 2024, xã Điện Quan huyện Bảo Yên đã và đang triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt là phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc trong xây dựng nông thôn mới. Tuyến đường nông thôn mới bản 5 dài gần 2 km được nâng cấp mở rộng khang trang, sạch đẹp, giúp người dân thuận tiện đi lại và tạo điều kiện phát triển kinh tế. Trên tinh thần, nhà nước và nhân dân cùng làm. Khi được tuyên truyền, gia đình anh Vũ Xeo Quán đã hiến 3.000 mét vùng đất nông nghiệp trị giá trên 80 triệu đồng để phục vụ mở rộng đường. Em nghĩ có chỗ nào nó sạt lở hoặc là có lá cây gì bay vào thì em nghĩ là dân của mình cũng tự chủ động cho nó quét dọn để sạch sẽ con đường để còn được về cái lâu dài. Xây nhà ông đấy thì nói chung là coi như là tiện hơn nhiều như mấy năm trước. Chỉ đổ xe ô tô nó đổ luôn xi cát gì đấy và liệu đấy là chỉ là làng thôi. Giao thông cứng hóa là điều kiện để người dân phát triển kinh tế, đặc biệt là mở rộng vùng quế hàng hóa trên 1.900 hecta. Xã cũng tạo điều kiện để bà con được tiếp cận vốn vay ưu đãi, tập huấn kỹ thuật sản xuất quế an toàn, triển khai một số mô hình mới như trồng chuối tiêu hồng, na, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Gia đình nhà tôi thì là trồng được hơn là 1 vạn cây, còn với cái lứa cây lớn tuổi là nó rơi vào khoảng 11-12 năm. Cũng mong là giá cả nó hợp lý, nói chung là để
trang trải cuộc sống, với lại đưa cuộc sống ngày càng ấm no và phát triển. Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới của đồng bào các dân tộc. Đến nay, Điện Quan đã hoàn thành 14 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 16,39%. Một số tiêu chí còn lại đang được cấp ủy chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện. Ban chỉ đạo xã cũng rà soát từng cái tiêu chí thành phần và xây dựng cái kế hoạch cụ thể, phân công 5 đồng chí lãnh đạo xã để phụ trách từng cái tiêu chí, và đặc biệt hơn nữa là phát huy cái tinh thần đoàn kết, cái tinh thần chủ động sáng tạo của nhân dân các dân tộc của xã. Và với cái quyết tâm thì chúng tôi phấn đấu năm 2024 sẽ hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Những con đường bê tông to rộng đi lại êm du, nhiều ngôi nhà khang trang đang mọc lên từ thôn vùng thấp đến bản vùng cao. Cuộc sống mới của đồng bào các dân tộc xã Điện Quan đang đổi thay từ tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới. Tiếp theo chương trình, khai mạc lễ hội vì hòa bình 2024, chung tay kiến tạo thế giới hòa bình. Nhật Bản, Campuchia thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược. Thưa quý vị và các bạn, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương Bến Hải, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, tổ chức lễ khai mạc lễ hội vì hòa bình 2024 với chủ đề gắn kết những nhịp cầu. Lễ hội được tổ chức nhằm mục đích tôn vinh giá trị của hòa bình, kêu gọi mọi người chung tay đấu tranh gìn giữ xây dựng cuộc sống hòa bình, tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự trường tồn của Tổ quốc, tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh, những mất mát đau thương do chiến tranh gây ra. Sau đêm khai mạc, những ngày tới đây, tại tỉnh Quảng Trị sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như chương trình nghệ thuật Vĩ Tuyến 17 Khát vọng hòa bình, giao lưu âm nhạc quốc tế. Chương trình Ước nguyện hòa bình diễn ra tại bến Thả Hoa, bờ bắc sông Thạch Hãn. Bên cạnh đó là lễ hội Hương vị miền Hoa Nắng, quy mô 100 gian hàng, quy tụ những món ăn tiêu biểu cho văn hóa ẩm thực ba miền và quốc tế. Tuyến đường bộ kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình, đoạn qua tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2 vừa được khánh thành vào sáng nay. Tuyến đường này có chiều dài gần 24 km, nhằm nâng cao khả năng khai thác của hai tuyến cao tốc và giảm áp lực giao thông qua thủ đô Hà Nội. Dự án có vai trò quan trọng trong vùng lõi kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và là động lực phát triển khu vực đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô Hà Nội của tỉnh Hưng Yên và các tỉnh Hà Nam, Thái Bình. Tuyến đường giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ với cao tốc Hà Nội Hải Phòng tới 30 phút so với đi cầu Yên Lệnh và quốc lộ 39. Tin thời sự quốc tế, Nhật Bản và Campuchia cam kết duy trì quan hệ hợp tác song phương và đa phương vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Đây là kết quả chuyến thăm 2 ngày của Ngoại trưởng Nhật Bản tới Campuchia. Trong cuộc hội kiến Thủ tướng Campuchia, Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết các lĩnh vực hợp tác giữa Nhật Bản và Campuchia đang dần mở rộng sau nhiều năm hợp tác. Ngoại trưởng Nhật Bản bày tỏ mong muốn phối hợp nhằm tăng cường sự bền vững của Campuchia và cùng tạo ra nhiều giá trị cho xã hội, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực và sử dụng công nghệ Nhật Bản. Về phần mình, Thủ tướng Campuchia đánh giá cao sự ủng hộ của Nhật Bản dành cho Campuchia, đồng thời khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Ngày 7 tháng 7 tại Pháp diễn ra vòng 2 của bầu cử quốc hội. Dự kiến đây sẽ là cuộc đối đầu khốc liệt giữa ba khối chính trị lớn nhất ở nước này, gồm Đảng Tập hợp Quốc gia RN và các đồng minh, Liên minh Mặt trận Bình dân mới NFP và phe đa số sắp mãn nhiệm của Tổng thống Emmanuel Macron. Vòng 2 cuộc bầu cử diễn ra tại 500 khu vực với hơn 1.000 ứng cử viên tham gia cạnh tranh những ghế còn lại trong tổng số 577 ghế tại Quốc hội sau khi đã có 76 ứng cử viên trúng cử trong vòng 1. Bước vào vòng 2, Đảng Tập hợp Quốc gia RN có lợi thế dẫn trước tại 258 trên tổng số 439 khu vực bầu cử có đại diện tham gia. Thách thức đặt ra cho RN không còn là chiến thắng mà là giành đủ số phiếu để trở thành đa số tuyệt đối trong Quốc hội, từ đó có thể tự đứng ra thành lập chính phủ mới. Ngày 6 tháng 7, truyền thông Palestine đưa tin cho biết,
có ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong một vụ ném bom vào một ngôi trường ở khu vực Nusirat thuộc trung tâm dải Gaza. Ngôi trường bị trúng bom mang tên Al-Zawani. Đây là lần thứ ba cơ sở giáo dục này bị ném bom kể từ khi xung đột bùng phát giữa Hamas và Israel vào tháng 10 năm 2023. Theo truyền thông Palestine, đa số nạn nhân là trẻ em và phụ nữ, trong khi nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, khiến số người thiệt mạng có thể gia tăng trong thời gian tới. Trong khi đó, truyền thông Israel cho biết quân đội nước này đang điều tra báo cáo về vụ việc trên. Ngày 6 tháng 7, tại bang Kentucky của Mỹ đã xảy ra một vụ nổ súng tại một khu dân cư, khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có cả nghi phạm. Theo cảnh sát địa phương, 4 người đã được tuyên bố tử vong tại hiện trường, trong khi 3 người bị thương được đưa đến bệnh viện gần đó hiện trong tình trạng nguy kịch dù ổn định. Cảnh sát cho biết đã đến khu dân cư vào lúc gần 3 giờ sáng và vẫn nghe thấy tiếng súng nổ khi đến gần hiện trường là một bữa tiệc sinh nhật bên bể bơi. Nghi phạm được mô tả là một nam thanh niên 20 tuổi đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường, khiến cảnh sát phải truy đuổi. Xe của nghi phạm sau đó đã lao xuống mương và nghi phạm đã dùng súng tự sát. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nghi phạm hành động đơn độc và không gây nguy hiểm đến công chúng. Ít nhất 47 người đã thiệt mạng sau khi mưa lớn gây lũ lụt, lở đất và sét đánh tại Nepal trong vòng 1 tháng trở lại đây, tính từ đầu mùa gió. Con số này còn có thể tăng lên do vẫn còn một số người đang bị mất tích. Bộ trưởng Lao động Nepal cho biết, nước này ghi nhận 55 trận lũ lụt gây thiệt hại lớn về người và của, trong đó 4 người thiệt mạng và 2 người bị thương do lũ lụt, 24 người chết và 19 người bị thương do lở đất. Ngoài ra có 19 người thiệt mạng do sét đánh. Lũ lụt nghiêm trọng ở thủ đô Kathmandu đã làm ngập các đường phố, khiến nhà cửa và phương tiện chìm trong nước, buộc người dân phải lội qua dòng nước lũ để sinh hoạt hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, những ngôi nhà nhỏ nằm tròn von lưng núi giữa mênh mang núi đồi, rộn ràng tiếng chim ca và thắm sắc hoa rừng. Khung cảnh nên thơ ấy không khó bắt gặp khi chúng ta đến với những bản làng của vùng cao Lào Cai. Một khoảnh khắc Lào Cai ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, sinh động trong cuộc sống thường ngày tại vùng cao Sapa. Đến với thông tin thời tiết các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, qua theo dõi hình ảnh mây vệ tinh nhận thấy, do chịu ảnh hưởng của rìa phía đông nam vùng áp thấp phía tây kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động yếu, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, trưa chiều giảm mây trời nắng, vùng cao đêm về sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Dự báo trong những ngày tới xuất hiện một đợt mưa lớn. Mưa tập trung ở các huyện là Bảo Thắng, Văn Bàn, Mường Khương, Bắc Hà, Simacai và thị xã Sapa với lượng phổ biến từ 30-50mm một đợt. Mưa thường xuất hiện vào đêm về sáng, vì vậy người dân cần đề phòng các hiện tượng cực đoan như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng, ngập úng cục bộ tại những vùng trũng thấp. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai,
đêm có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió tây bắc cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.